Đấy. Hôm nay mình khu thùng 5 con Surface Pro 7 này. Thằng này hàng OLED. OLED. Thằng này đấy cũ rồi. Ra Pro 9 rồi. Đấy, Microsoft Surface này. OLED của Surface. Cái trong gói nó như này, nó như sao. Có ly lông hàng kín luôn. Tương đối đẹp. Một chiếc vết sử dụng. Chiếc vết gì sử dụng này. Con này Scott chúng tôi có cổng 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 USB luôn, một cổng USB. Microsoft Safari. Thank you.
Pin của con này là hết hết nhẵn rồi, không còn nào còn pin nữa. Con này như 10 rất là dễ cài. Thank you.
Today, we're surprising our 30-month old. What? Today, we're surprising our 30-month old toddler with a massive water slide. Because he's going to be a big sister soon. Sáng màn hình nó sẽ tối hơn một chút. Này à, áo vét tiếp từ mấy lúc tốt. Đây, đây là 5 con bật từ lên hết đấy nhá. Giới thiệu thế rồi cài đặt xong mai chuyển cho khách. Rồi, xin chào và cảm ơn. Hàm lượng lát.vn 0902 686969.